Xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn đang theo dõi bản tin giao thông an toàn được phát sóng hàng ngày trên kênh VTC14. Như thường lệ, trước khi đến với những tin tức cập nhật về tình hình giao thông trên cả nước, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi số liệu về tình hình tai nạn giao thông diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 7 tháng 1 đến ngày 9 tháng 1 do Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an cung cấp. Theo số liệu cập nhật đến 16 giờ ngày hôm nay, toàn quốc xảy ra 54 vụ tai nạn giao thông làm chết 45 người, bị thương 38 người. Trong đó đường bộ xảy ra 51 vụ làm chết 44 người, bị thương 36 người. Đường sắt xảy ra 3 vụ làm chết 1 người, bị thương 2 người. Lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ của cục và địa phương đã kiểm tra xử lý 9.203 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Tiếp theo ngay sau đây là một số tin vắn giao thông đáng chú ý. Hãng hàng không quốc gia Việt Nam Vietnam Airlines cho biết, từ nay đến hết ngày 6 tháng 2 năm 2017 dương lịch, Vietnam Airlines sẽ nhận chở đào, mai dưới dạng hành lý ký gửi trên các chuyến bay nội địa với mức cước dao động từ 275.000 đồng đến 440.000 đồng trên mật bó đã bao gồm VAT, tùy theo từng đường bay. Cành đào, cành mai cần buộc thành bó, có bao bọc ngoài, kích thước không quá 150 x 40 x 40cm. Mỗi hành khách chỉ được mang theo một bó dưới dạng hành lý ký gửi theo chuyến bay, với điều kiện hành khách phải đăng ký trước chuyến bay ít nhất 3 tiếng và đã được xác nhận chỗ. Hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific ngày hôm nay cũng thông báo sẽ tiếp nhận vận chuyển mai đào dưới dạng cành. Mới đây, tàu bay VN266 của Vietnam Airlines từ Sài Gòn ra Hà Nội đã tiếp tục bị chiếu tia laser vào khoang lái. Cụ thể, trong khi đang tiếp cận để hạ cánh tại đầu đường băng 11R, ở độ cao 2.000 FTS, tàu bay bị nguồn sáng màu xanh lá cây chiếu vào bùng lái, gây nguy hiểm cho người lái và uy hiếp an toàn bay. Rất may, tổ lái đã kịp thời ứng phó theo hướng dẫn nên không bị tổn thương mắt và điều khiển chuyến bay hạ cánh an toàn. Đây là lần thứ 9 tàu bay của Vietnam Airlines bị chiếu tia laser uy hiếp an toàn bay trong quá trình tiếp cận hạ cánh. Hiện nay, các tuyến đường đang bị đào xới rất nhiều để phục vụ cho việc thi công các công trình cáp điện, viễn thông. Do đó, trong cuộc họp tổng kết hoạt động của Quỹ Bảo trì Đường bộ Trung ương năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 chiều ngày 6 tháng 1, nhiều đại biểu đề xuất cần thu phí của các đơn vị viễn thông quảng cáo đang sử dụng cầu, hành lang đường bộ. Đây sẽ là nguồn thu lớn nhằm tăng cường cho Quỹ Bảo trì Đường bộ. Lý do được đưa ra là nhà nước đã giải phóng mặt bằng, đã đền bù hành lang đường bộ cho dân, đã có mốc lộ giới thì có thể thu phí đối với nhà cung cấp dịch vụ muốn khai thác. Vấn đề đặt ra là cần đưa ra mức thu hợp lý. Trưa nay trên nhiều tuyến đường gần sân bay Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh ùn tắc nghiêm trọng. Nhiều người ra sân bay đã rất vất vả để thực hiện lộ trình của mình. Những ngày cận Tết âm lịch sắp tới, khi lượng người về quê tăng thì sân bay Tân Sơn Nhất sẽ còn tiếp tục xảy ra những tình trạng tương tự. Và mới đây, sân bay Tân Sơn Nhất cũng đưa ra các khuyến cáo cho hành khách về việc cần ra sân bay trước giờ bay sớm hơn bình thường để đảm bảo đúng giờ khởi hành. Bắt đầu từ khoảng 10 giờ 30 phút trưa nay, trên các tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi từ giao lộ Huỳnh Văn Bánh hướng vào sân bay Tân Sơn Nhất, hàng ngàn phương tiện nối đuôi nhau nhích từng chút một trên đoạn đường dài, gây ra tình trạng ùn tắc xung đột giao thông. Hiện tượng này cũng xảy ra trên các tuyến đường Hoàng Văn Thụ, Phan Thúc Duyện, Trần Quốc Hoàn, Cộng Hòa, đặc biệt là trên tuyến đường Trường Sơn và giao lộ Trần Quốc Hoàn, Phan Thúc Duyện xảy ra tình trạng ùn tắc theo cả hai hướng. Các ô tô xếp hàng 4, hàng 5 lưu thông ra vào sân bay. Nhiều hành khách có chuyến bay trong buổi trưa chiều hôm nay sợ trễ chuyến buộc phải xuống xe đi bộ. Đến gần 13 giờ cùng ngày, nhiều tuyến đường dẫn vào sân bay vẫn còn tình trạng xếp hàng dài. Cũng trong trưa nay, trên xa lộ Hà Nội đoạn qua địa phận quận 9 thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra vụ va chạm giữa xe khách giường nằm và xe tải, khiến tuyến đường này ùn tắc nghiêm trọng. Xe tải mang biển kiểm soát 54Y0473 lưu thông trên xa lộ Hà Nội hướng đi từ cầu Sài Gòn về Suối Tiên. Khi vừa qua khỏi cầu vượt Thủ Đức khoảng 200m, bất ngờ một xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 51B12443 từ trong lề băng ra đường với tốc độ cao, khiến tài xế xe tải không xử lý kịp, đâm thẳng vào hông xe khách. Cú đâm mạnh khiến phần đầu xe tải móp méo biến dạng, kính chắn gió vỡ nát. Riêng xe khách giường nằm cũng bị hư hỏng phần hông gần đuôi xe, nhiều ô kính vỡ vụn rơi xuống đường. Do ảnh hưởng từ vụ tai nạn khiến giao thông trên xa lộ Hà Nội ùn tắc kéo dài. Vụ tai nạn khiến nhiều hành khách trên xe giường nằm một phen hoảng hốt. Thưa quý vị, sau hơn 2 năm đưa vào khai thác, trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai đã xuất hiện hàng trăm điểm rào chắn bị người dân phá hoại và nhiều điểm đen bến dù đón trả khách.
Hành vi này không những ảnh hưởng đến kết cấu công trình giao thông mà còn gia tăng nguy cơ tai nạn giao thông trên các tuyến cao tốc. Theo đó, các điểm bắt khách tập trung tại các nút giao cầu chui, nơi tập trung đông dân cư ven cao tốc thuộc các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ. Dù biết là nguy hiểm, nhưng do trạm dừng nghỉ xe khách và đường tránh quá xa, muốn tới đó phải mất hơn 10 km, nên hầu hết mọi người đều vượt rào. Không chỉ ở các điểm đón xe khách, hàng trăm điểm rào vào hành lang cao tốc Nội Bài Lào Cai bị phá, trở thành nơi chăn thả gia súc, trồng hoa màu như điểm đen tại km 17-36 thuộc địa phận tỉnh Vĩnh Phúc và các điểm thuộc tỉnh Phú Thọ, Yên Bái. Sáng ngày 9 tháng 1, Hà Nội khánh thành tuyến phố nối từ đường Nguyễn Văn Cử đến đê Tả Ngạn Sông Hồng. Tuyến đường này từng được mệnh danh là đường cong rát vàng. Dự án xây dựng tuyến phố nối từ đường Nguyễn Văn Cử đến đê Tả Ngạn Sông Hồng có tổng chiều dài 1,5 km, mặt cắt ngang 40m, có tổng mức đầu tư 985 tỷ đồng. Tuyến đường được hoàn thành trước một năm, góp phần giảm thiểu ùn tắc giao thông, giảm tải cho đường Nguyễn Văn Cử, đường Nguyễn Văn Linh, nút giao cắt cầu chui, đường đê Long Biên Bát Tràng. Trước đó, dư luận ví von đoạn tuyến này là đường cong rát vàng. Hà Nội sau đó đã kiểm tra lại và khẳng định việc thực hiện dự án trên là phù hợp với quy hoạch. Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, bảo vệ chính mình. Thưa quý vị, trong khoảng một tháng trở lại đây, trên các tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, Hà Nội-Hải Phòng, Nội Bài Lào Cai hay Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành Dầu Dây đã liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, khiến nhiều người tử vong và bị thương. Thực trạng đáng báo động này không chỉ là lời cảnh báo cho các lái xe hoặc mỗi chúng ta nếu bất chấp các quy định trên các tuyến cao tốc, ghi nhận của phóng viên VTC14. Dừng đỗ trái quy định trên cao tốc. Không bật cảnh báo nguy hiểm. Vô tư dạo bộ trên cao tốc. Và có những hành vi không tưởng, coi thường tính mạng, di chuyển xe ngược chiều đường. Xe tôi có sự cố, tôi đang bật cảnh báo mà. Vẫn biết là thế nhưng mà sao các anh lại đi lang thang ra ngoài đường như thế? Tôi đang hỏi cái nút giao của người dân ở đây. Do sơ suất tôi đang đi, tôi thấy đau đầu rồi tôi dừng lại tí, thì sơ suất tôi không bật cảnh báo thôi. Vâng, tôi sẽ đi ngay. Hay nguy hiểm hơn, khoảng 8 giờ 40 phút ngày 6 tháng 1, trong khi xe khách đang chạy tốc độ cao, tài xế ô tô khách chạy tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng liên tục sử dụng hai điện thoại, thậm chí dùng cùi chỏ để điều khiển vô lăng. Hành vi của lái xe đã gây bức xúc cho khoảng 30 hành khách khi đang ngồi trên chiếc xe này. Đáng nói, một số hành khách thấy nguy hiểm đã nhắc nhở tài xế. Tuy nhiên, tài xế không tiếp thu và tiếp tục nghe điện thoại điều khiển phương tiện. Hành vi này, theo quy định, sẽ bị phạt từ 600 tới 800 nghìn đồng và tước giấy phép lái xe từ 1 tới 3 tháng. Trong cái thời gian mà đưa vào khai thác thì chúng tôi cũng thường xuyên thống kê, thì cái tình trạng dừng đỗ trên đường cao tốc cũng tương đối nhiều.
khi mà xe bị sự cố thì các chủ phương tiện, các lái xe nên chú ý là dừng và làm chuẩn tắc và bật đèn cảnh báo. Đấy là cái điều đầu tiên mà khuyến cáo đối với cả các cái chủ phương tiện, các lái xe. Thứ hai là nếu như mà trong xe mình có cái biển cảnh báo tam giác thì nên đặt cách cái xe bị sự cố khoảng tầm 50 mét đến 70 mét để cảnh báo cho người đi đường, cái người đi phía sau mình biết được là cái xe mình đang gặp sự cố. Cái nguyên nhân mà dừng đỗ và tự sửa xe là cũng là một trong những nguyên nhân cực kỳ nguy hiểm. Nó dẫn đến cái tình trạng là khi mà các cái phương tiện di chuyển trên tuyến mà khi mà dừng đỗ mà không bật đèn cảnh báo, không có thiết bị cảnh báo, dẫn đến tai nạn mà khi mà đi trên đường cao tốc thì cái tai nạn nó rất là thảm khốc. Ban quản lý khai thác đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cho biết, hiện tượng phương tiện vi phạm trên cao tốc là hành vi không thể chấp nhận, nhất là đối với tuyến đường có tốc độ quy định phương tiện lưu thông lên tới 120 km/h. Các hành vi vi phạm có thể dẫn tới những hậu quả thương tâm, đau lòng. Không có ý thức, họ có thể là có những cái việc riêng, đi vệ sinh hay là họ là quá buồn ngủ chẳng hạn, thì là họ có thể là trong trường hợp đấy họ cố tình dừng như thế là cũng vi phạm. Theo tôi thì trong trường hợp có việc riêng thì cũng cố gắng nên dừng tại các trạm dừng nghỉ ở trên đường cao tốc thì nó mới đảm bảo an toàn. Tại vì là cái tốc độ lưu thông trên đường cao tốc rất là cao. Tai nạn thảm khốc trên các tuyến cao tốc thì đã xảy ra nhiều. Quan trọng là sau các vụ tai nạn thì một bộ phận người điều khiển phương tiện vẫn cứ chủ quan. Và hậu quả của nó là đây. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.